Ở phần tiếp theo này, Xíu sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta móc cái phần vành của mũ. Ở cái mẫu này là Xíu đã móc vành rồi nè các bạn, thì vành của Xíu là bắt đầu từ đây xuống nè. Thì nó sẽ có là 8 hàng, 8 hàng vành như thế này nè các bạn. 8 hàng móc vành. Thì mình tăng mũi móc vành là mình chỉ tăng ở cái chỗ mũi kép này thôi nè. Còn cái chỗ mũi hạt bắp này là chúng ta vẫn móc như bình thường. Như bình thường tức là sao? Chúng ta sẽ có là ví dụ hàng dưới là mình có 5 mũi hạt bắp cách nhau với một mũi đơn mũi mũi bính ở chỗ này nè. Thì hàng tiếp theo chúng ta móc xuống đây một đơn nè, rồi móc 3 mũi bính, rồi móc xuống một đơn, 3 bính, một đơn, 3 bính và một đơn. Đó, sau đó hàng tiếp theo nữa thì chỗ này nè. Cái kim móc một xíu đâu rồi nhỉ? Đây. Thì hàng tiếp theo nữa nè. Các bạn sẽ móc vào đây là một hạt bắp nè, sau đó một bính, móc vào đây 3 mũi hạt bắp cách nhau với một bính. Rồi sau đó móc vào đây một mũi hạt bắp. Đây, nó cứ giống nhau, nó lặp lại như vậy, chỉ có tăng mũi ở cái chỗ này nè các bạn. Đây, chúng ta tăng ở đây nha. Chỉ tăng ở đây thôi. Thì cái cách tăng của nó cũng giống với cái cách tăng ở cái phần chóp mũ các bạn. Nhưng mà các bạn lưu ý cho xíu nè. Thì đối với vành là các bạn sẽ móc nè. Bắt đầu từ hàng và bắt đầu từ cái phần móc vành là xíu gọi là hàng đầu tiên đi ha. Hàng 1 các bạn tăng mũi. Hàng 2 các bạn tăng mũi, sau đó hàng 3 bình thường, hàng 4 tăng, từ hàng 3 trở đi là cứ một hàng bình thường, một hàng tăng, một hàng bình thường, một hàng tăng nha. Còn hai hàng đầu tiên của cái phần vành đó là các bạn tăng liên tiếp cho xíu, hàng 1, hàng 2 tăng, hàng 3 bình thường không tăng nè, hàng 4 tăng, hàng 5 không tăng, hàng 6 tăng. Đó thì của xíu là tầm 8 hàng như thế này là đủ rồi. Tại vì cái mũ này á là xíu móc bằng sợi này nó rũ. Nếu mà các bạn móc bằng cái sợi mình sợi cọ nó đứng dáng hơn thì các bạn sẽ móc phần ra là vành, các bạn muốn rộng hơn một tí thì vẫn được. Còn nếu mà móc sợi cô tông rồi như thế này hoặc sợi thái như của xíu nè, nó sẽ rũ. Nó rũ á thì chúng ta chỉ móc móc vành vừa thôi, chứ móc mà vành to quá là nó sẽ che khuất mắt của mình, nó che mắt lại nha các bạn, bị khuất tầm nhìn. Cho nên sẽ móc 8 hàng như vậy thôi. Đó, và cái cách tăng của nó chú sẽ hướng dẫn cho các bạn nè. Cái cách tăng giống y như cách tăng ở cái phần chóp luôn, giống y như ở phần chóp mũi. Đây, giả sử như của xíu là hàng hàng dưới nó đang một kép như vậy nè. Giả sử nó sẽ có 9 mũi kép. Chỗ này là chụm nè. Đây. Đây, giả sử như ở phần phần thân á, đây đây đang là thân thân mũ nhá. Thân mũ nó đang như vậy nè. Thì bây giờ mình tăng bắt đầu hàng đầu tiên của cái phần phần vành nè. Các bạn sẽ tăng lên như sau. Nhớ là bỏ qua chân đầu tiên và chân cuối cùng. Bỏ qua chân đầu tiên và chân cuối cùng. Chân ở giữa này nè. Chúng ta sẽ tăng. Tăng từ một chân nè, móc thành 3 mũi móc kép chụm chân nè. Tiếp theo nè. Chân này các bạn móc bình thường nè. Đó, cái chân này bỏ qua nè. Vậy thì cái chân tiếp theo này nè, các bạn sẽ móc bình thường và chúng ta tăng ở cái chân ở giữa này. Đó, chân ở giữa này nè. Chân bên cạnh của cái phần 3 mũi chụm này nè, chúng ta móc bình thường nha. À, đây là chân này nè. Xíu nhầm. Đây, đây là của chân này là chúng ta sẽ tăng nè. Sau đó chân này là bình thường nè. Thì các bạn đếm xem, ở đây là 9 mũi đúng không? Ở đây sẽ có 9 mũi nè. 9 kép nè. Thì lên đây các bạn đếm nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nè. Ở đây là hàng đầu tiên của vành nè. Sẽ là tăng từ 9 lên 11 mũi kép. Đấy, tiếp theo nè. Còn ví dụ như ở xíu này xíu sẽ giả sử trường hợp mà dưới này là 7, 7 mũi kép thì tăng như thế nào? Hoặc là 11 mũi kép thì tăng như thế nào? Đây, tiếp theo nè. Hàng nếu mà mình tăng hàng 2 nè, trong trường hợp mà thân là 9 mũi kép nha, thì hàng 2 nè, hàng 1 là tăng như vậy, hàng 1 của vành tăng như vậy, hàng 2 nè, cũng từ cái chân này các bạn sẽ móc 3 mũi kép chụm chân này. Đó. Rồi chân này các bạn móc bình thường nè, kép bình thường, chân này kép bình thường nè. Tiếp theo chân này bỏ qua không móc nè. Chân này các bạn móc kép bình thường nè, chân ở đây các bạn sẽ tăng lên. Đó. Những cái chỗ này xíu sẽ đánh như vậy cho các bạn dễ nhìn nha. Đây, những cái chỗ này chúng ta tăng nè. Đây, nó sẽ ra như vậy. Tiếp theo nữa. Bên này đối xứng với bên này. Đấy, chân này nè, các bạn móc bình thường nè. Được chưa? Chân bên này móc bình thường.
chân chỗ này nè, chúng ta sẽ tăng V lên, sau đó chân này móc bình thường. Đó là nó hàng hai của phần vành nè. Hai hàng tăng liên tiếp chúng ta sẽ có là 13 mũi kép nhá, 13 mũi kép, 13 mũi T đó. Đó, đi chưa? Sau đó hàng thứ ba nè. Hàng thứ ba. Đây là chiếu vẽ cho trường hợp là thân ngũ có 9 mũi T nha, 9 mũi kép. Hàng ba móc bình thường thì các bạn, đây các bạn cũng sẽ bỏ qua chân đầu tiên và chân cuối cùng, và ở giữa này chúng ta cũng sẽ móc 3 mũi chậm như vậy. Sau đó này, chỗ này móc lên này, chỗ này móc lên, chỗ này lên. Đây, lên. Và đây lên, chỗ này chúng ta bỏ qua nè nha. Đó, chân đầu tiên và chân cuối cùng là chúng ta không móc nha các bạn. Nó giống với cái phần mà xíu hướng dẫn cho cái phần phần chóp mũ cũng vậy. Đấy, thì đây là hàng thứ ba của phần vành là không tăng nè. Vẫn là 13 mũi kép. Tiếp theo hàng thứ tư tăng thì chúng ta tương tự nè, chỗ này nè. Đó, 3 mũi chậm ở đây. Rồi, luôn luôn có 3 mũi chậm rồi nè. Tiếp theo chỗ này là không tăng nè. Phía bên này các bạn móc cho xíu một mũi bình thường, sau đó chỗ này nè. Đó, các bạn sẽ móc mũi V. Được chưa? Bỏ qua chân đầu tiên không móc. Chân tiếp theo các bạn móc một mũi kép. Sau đó chân tiếp theo các bạn sẽ tăng. Và hai cái chân ở trong này các bạn, ba chân ở trong chứ, các bạn sẽ móc bình thường. Đấy, tiếp tục bên này nè. Thì các bạn cũng xác định nè, chân này không móc nè, chân này chúng ta sẽ móc mũi kép nè. Và chân tiếp theo chúng ta sẽ tăng nè. Đó, nó sẽ ra về như vậy. Còn lại ở giữa là các bạn có bao nhiêu mũi thì các bạn cứ móc bình thường. Vậy thì bây giờ hàng này là hàng thứ tư của vành. Nó sẽ có tăng lên là 15 mũi kép. Rồi, tương tự như vậy nha các bạn. Thì hàng năm thì xíu vẽ tiếp cho các bạn xem ha. Đây, ví dụ như hàng thứ năm thì hàng thứ năm là tăng đúng chưa? Đầu tiên là 3 mũi chậm ở chỗ này đã nè. Sau đó này các bạn nè. À xin lỗi, hàng thứ năm là không tăng nè. Đây, các bạn cứ móc lên. Bỏ qua, nhớ là bỏ qua chân đầu tiên ha. Đó, bên này cũng vậy nè. Chân đầu tiên và chân cuối cùng không tăng. Mình tăng ở chỗ này, hai chân chỗ này mình bỏ qua không tăng thì nó vẫn giữ nguyên số mũi như cũ. Hàng năm vành là vẫn là 15 mũi T nè. Đó, thì ví dụ như hàng 6 tiếp tục xíu vẽ thêm một hàng cái cách tăng này cho các bạn xem nha. Đấy, hàng 6, ví dụ hàng 6 nè. Rồi, các bạn bỏ qua chân này không móc nè. Chân tiếp theo các bạn móc mũi T bình thường nè. Vậy thì chân này các bạn sẽ móc mũi V cho xíu để tăng. Đó, chân này lên, móc bình thường. Đây bình thường. Đây bình thường và đây bình thường. Được chưa? Đấy, quy luật của nó là như vậy. Thì các bạn xem ở đây 1, 2, 3, 4 mũi bình thường móc này, 1, 2, 3 này, 4 này, chỗ này sẽ là V này, và chỗ này là bình thường không tăng này. Đấy, vậy thì hàng 6 của mình, hàng 6 vành, nó sẽ tăng lên là 17 mũi kép. Rồi, hàng 7 thì các bạn sẽ móc bình thường không tăng, và hàng 8 thì các bạn cũng tương tự như vậy, các bạn thấy nó điểm giống nhau không? Bỏ qua chân đầu tiên không móc, chân thứ hai móc mũi bình thường, và chân thứ ba nếu mà trường hợp tăng là mình sẽ tăng ở chân thứ ba này. Đó, và chân ở giữa này nè thì luôn luôn là có 3 mũi kép chụm chân. Thì trong trường hợp là thân là có 9 mũi móc kép thì các bạn sẽ móc như vậy. Nếu mà thân mà có 11 mũi móc kép thì nó sẽ ra như vậy nè các bạn, 11 mũi kép thì nó sẽ ra như vậy. Thì hàng đầu tiên của phần vành các bạn sẽ tăng là từ 11 lên 13, cái cách tăng cũng giống vậy nè. Hàng 14, từ 11 lên 13 nè. Hàng thứ hai của phần vành thì các bạn tăng tiếp, nó sẽ khác cái chỗ này một xíu, tăng hai lần liên tiếp nè. Đó, cái cách tăng nó giống hệt như vậy nha. Cách tăng giống hệt như vậy. Còn trường hợp mà ví dụ như mũ cái phần thân á mà có 9 à, có 7 mũi kép thì sao? 7 mũi kép thì nó như thế này nè. 7 mũi kép là đây. Đây, trong trường hợp là thân có 7 mũi kép nè thì nó sẽ ra như vậy. Thì mình tăng nè, qua đến vành mình sẽ tăng như sau. Chỗ này mình sẽ tăng giống giống như ban đầu nè.
cái chỗ này đó luôn luôn là có như vậy, nhưng mà bên này này bỏ qua chỗ này không móc đúng không? Vậy thì chỗ này chúng ta sẽ móc một T bình thường này, chỗ này các bạn sẽ móc V ở đây này. Đó, được chưa? Chỗ này các bạn sẽ móc nó thành là V và chỗ này các bạn móc T bình thường. Được chưa? Lên hàng tiếp theo nè, các bạn tăng tiếp nè. Tăng tiếp thì cũng sẽ vẽ qua bên thành lợi rồi. Đây, tăng tiếp thì nó cũng ra như vậy nè. Tăng tiếp. Vậy thì chỗ này nè, các bạn sẽ hàng này là hàng 1 của phần vành nhá. Cái này là trong trường hợp 7 mũi kép nè. Hàng 1 lên hàng 2 nè. Hai hàng đầu tiên là tăng liên tiếp đúng không các bạn? Cho nên chỗ này nè, các bạn bỏ qua không móc nè. Chỗ này các bạn móc T bình thường nè. Chỗ này các bạn sẽ móc V nè. Chỗ này T bình thường nè. Đó, thì bên này sẽ có 1. Cái chỗ này các bạn sẽ móc T bình thường này. Chỗ này các bạn sẽ móc là V này. Và chỗ này sẽ là T bình thường. Mũi này bỏ qua không móc. Thì các bạn xem này. Từ 7 này nó tăng lên là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nè. Sẽ có 9 T nè. Ở đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Thì nó sẽ tăng lên là 11 T. Sau đó hàng thứ 3 thì các bạn sẽ móc bình thường không tăng. Hàng 4 tăng. Cái chỗ này nè. Hai cái này đã khác nhau ha. Thì cái cách tăng của nó là như vậy nha các bạn. Đó, các bạn sẽ tăng như thế nha. Cái cách tăng của nó là như thế này. Rồi thì các bạn sẽ móc, nó sẽ ra được cái vành như vậy. Sau khi mình móc ra được cái rộng vành mà mình mong muốn rồi á, thì chúng ta sẽ tiến hành là móc cái phần viền. Cái viền của cái phần vành này xíu sẽ sử dụng mũi đơn lùi. Mũi đơn lùi để xíu móc. Đây. Mũi đơn lùi nha. Đây, cái cách móc mũi đơn lùi nè các bạn. Các bạn sẽ lên một bấn nè, sau đó nè. Thay vì chúng ta móc tới như vậy thì bây giờ mình sẽ móc lùi đi. Chân bên cạnh móc lùi về nè, các bạn đưa vào đây nè. Móc qua, cũng móc mũi, móc đơn bình thường nhưng mình hướng lùi đi nè. Mình đi lùi lại. Đấy, lùi ra phía sau ha, đi ngược lại đấy. Rồi, móc qua nè, chân tiếp theo nè. Nó sẽ có tạo lên một cái gợn sóng ở cái phần viền trong nó đẹp hơn. Đấy, các bạn nhìn nè. Được chưa? Chân tiếp theo nè. Rồi, tới cái chỗ này nó có 3 bính thì xíu sẽ móc 3 mũi móc đơn lùi vào đây. Đấy, mũi đầu tiên nè. 1 nè, tiếp tục đâm vào cái chỗ dây bính đó. 2 nè, đâm tiếp vào nữa. 3. Rồi, tiếp tục móc vào chân mới. Đấy, tương tự chỗ này cũng vậy. Có 3 mũi đơn lùi. Rồi, các bạn móc vào chân tiếp theo. Tiếp tục dây ba bính cũng 3 mũi đơn lùi. Rồi, móc tiếp chân tiếp theo. Rồi, ở đây là mỗi chân là một mũi đơn lùi. Đây, các bạn nhìn nè, nó sẽ ra phần nẹp của mình nó như vậy nhá. Các bạn sẽ móc vòng hết cái phần nẹp mũ, thế là chúng ta hoàn thành xong cái mũ rũ. Đấy, mũ này xíu gọi mũ rũ nè. Đấy, cái đường nẹp của mình nó rất là dễ thương đó. Chúc các bạn thành công và nhớ khoe sản phẩm của mình với cái đông đầy lên sợi nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái bài hướng dẫn tiếp theo của đông đầy lên sợi ạ. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.